Xin chào bạn Thanh Hường. Thì với câu hỏi của bạn thì bác sĩ Nam xin nhấn mạnh lại một chút về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, là chủ đề về ung thư thực quản. Thì ung thư thực quản thì nó thường xảy ra trên hai nhóm đối tượng chính. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là đối tượng có nghiện rượu và nghiện thuốc lá. Thì nhóm đối tượng này thì hay gặp ở bệnh nhân nam giới và thường gặp ở vị trí là 2/3 trên. Thế còn nhóm đối tượng thứ hai đó là nhóm đối tượng hay gặp ở 1/3 dưới. Thì nhóm đối tượng này thường xảy ra ở những cái nhóm bệnh nhân gì? Nhóm bệnh nhân có trào ngược, dạ dày thực quản. Nhóm bệnh nhân có cái tổn thương ở cái chỗ nối giữa thực quản với dạ dày. Nhóm bệnh nhân béo phì. Thì cái nhóm bệnh nhân này thì thường hay gặp ở các cái nước phương Tây và gặp cả ở nam giới lẫn cả ở nữ giới. Thì với các cái triệu chứng mà bạn nêu trên thì bác sĩ em nhận thấy là cũng có khá nhiều điểm tương đồng với cái triệu chứng mà những bệnh nhân ung thư thực quản hay gặp. Đó là gì? Đó là dấu hiệu nốt vướng, dấu hiệu nốt nghẹn, dấu hiệu sụt cân. Ngoài ra, đối với ung thư thực quản nó còn thêm một số các dấu hiệu khác nữa, ví dụ như dấu hiệu nói khàn, ví dụ dấu hiệu tăng tiết nước bọt, ví dụ dấu hiệu nổi hạch ở cổ. Tuy nhiên, đối với bệnh lý lành tính thì cũng có một số bệnh lý, trong đó có bệnh lý mà bạn nêu trên là có một số có những cái triệu chứng giống như bạn mô tả, đó là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Và như bác sĩ vừa có nói, bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản cũng là một bệnh lý mang lại yếu tố nguy cơ cho người bệnh sau này có thể thưa các bạn phát triển cái tổn thương ác tính. Xin thưa với quý vị khán thính giả thế này, bác sĩ Nam cũng như là bác sĩ Giang cũng như rất nhiều các cái đồng nghiệp tại bệnh viện K trong quãng thời gian vừa qua có nhận xét như thế này, là qua quá trình thăm khám nhận định rằng cái quan điểm là ung thư nói chung hay ung thư đường tiêu hóa nói riêng thường chỉ xảy ra ở nhóm đối tượng trung niên, thì quan điểm này có lẽ tại thời điểm này nó không còn quá hợp lý nữa. Bởi vì rất nhiều những trường hợp được phát hiện là ở nhóm độ tuổi rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng rơi vào khoảng tầm từ 20 đến 25 tuổi, tức là dưới 30 tuổi, trước 30 tuổi. Thế bởi vậy thì bác sĩ Nam rất khuyến cáo các cái bạn trong cái độ tuổi còn trẻ, nếu như có bất kỳ những cái dấu hiệu bất thường nào của cơ thể gợi ý như trường hợp của bạn Thanh Hường đây, thì rất khuyến cáo các bạn nên đi đến một cái cơ sở y tế có chuyên khoa sâu, có cái khả năng can thiệp nội soi cho bạn để phát hiện sớm những cái tổn thương, cho dù là những tổn thương đó có thể là lành tính, thì cũng giúp mình loại trừ đi những cái điều lo lắng về cái việc à chúng ta có bị bệnh lý ác tính hay không. Thế bởi vậy đối với trường hợp bạn Thanh Hường, bác sĩ Nam rất khuyến cáo bạn là nên đến soi dạ dày thực quản tại cơ sở y tế. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin mời bác sĩ Hương Giang sẽ bổ sung thêm. Vâng, cái câu trả lời của bác sĩ Nam thì rất là đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên thì vì tôi nhìn thấy bạn Thanh Hường 29 tuổi thì tôi cũng có bổ sung thêm một ý nữa. Cũng như bạn có băn khoăn là người ta chỉ khuyên rằng là nên tầm soát ung thư sau 40 tuổi, thì thực sự là bây giờ cái mô hình bệnh tật thì nó cũng thay đổi nhiều. Cái thứ hai nữa là do các cái nhịp sống, nhịp sinh hoạt, lối sống của một cái thời đại 4.0 nó có rất là nhiều các cái thay đổi, các cái áp lực của cuộc sống. Tuy nhiên ở đây thì bạn lại có thêm một cái tuổi của bạn cũng còn trẻ và lại có thêm cái triệu chứng là cảm thấy vướng nghẹn như có cục gì chặn cổ. Tôi cứ nói vui như này giống như thời chúng ta trẻ, như tôi chẳng hạn là thường khi giận dỗi bạn trai hay là nhiều khi bị bố mắng thì cứ cảm giác như có cái cục tức ở cổ. Đây là nói một câu rất là vui vui. Nhưng tuy nhiên bạn cũng hết sức lưu ý là có những cái triệu chứng mà nó không phải là thực thể, nó mang tính chất là cơ năng, tức là mang tính chất là tâm lý. Đôi khi có những stress nó làm cho mình có những cái nhiễu loạn về tâm lý, mình quá căng thẳng với công việc hoặc có những cái áp lực trong cuộc sống làm cho mình có cảm giác không thoải mái, lúc nào cảm thấy ăn không ngon, cảm thấy nghẹn. Nghẹn ở đây là do có thể là những cái rối loạn về cảm xúc nữa. Và đương nhiên là khi cái chuyện mà cảm thấy ăn không ngon thì bạn sẽ có cái dấu hiệu sụt cân. Nên trong trường hợp này thì bạn sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đi khám chuyên khoa như lời tư vấn của bác sĩ Nam, để tránh chủ quan ngồi gọi là chúng ta cứ ở nhà rồi đi làm rồi thì suy nghĩ là nghe ngóng thì nó sẽ bỏ qua những cái cơ hội vàng để phát hiện sớm. Nhưng cái thứ nhiệm vụ thứ hai, nếu như đi khám bệnh chúng ta không thấy những cái tổn thương thực thể thì bạn cũng hãy lưu ý là đặt lịch hẹn khám với các cái chuyên gia tâm lý. Chính các cái chuyên gia tâm lý sẽ là cái người phân tích câu chuyện của bạn kỹ lưỡng hơn, và có thể là nếu trong trường hợp bạn không có những bệnh lý thực sự liên quan đến ác tính hoặc ung thư thì có thể bạn sẽ có những vấn đề về tâm lý hoặc là stress, thì sẽ giúp bạn tháo gỡ được vấn đề này. Xin hy vọng bạn gặp nhiều may mắn.